Trời ơi. Mạnh ghê không? Không. Không nha, mà chạy luôn đi. Ôi. Chạy. Mà chưa? Đã hết. Có có. Xúc cái cây già nè. Xúc xúc cái cây già cả nhà ơi. Khui. 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 Trời ơi. Xin chào cả nhà. Hôm nay Đạt đi thăm lại cá tiếp cả nhà ơi. Đạt xin gửi lời chúc đến tất cả quý bạn cô bác gần xa xem video của Đạt luôn luôn mạnh khỏe và an lành trong cuộc sống nha. Nay Đạt đi thăm 20 cái loài cá, thử coi được bao nhiêu cá nha. Hổm thì cũng được mớ hai rắn với lại mớ cá. Nay không biết được nhiêu ha. Cũng có túi lưới. Túi lưới với lại mấy cây sậy kìa cả nhà. Đó. Rồi bây giờ Đạt đi thăm cá đầu tiên. Ôi trời ơi, trời. Sao còn là dẻo như ta? Kìa ta. Này ngon lắm rồi sao kìa. Ủa thôi. Lần nào đi thăm cũng giảm vậy nữa nha. Cái đầu tiên lúc nào cũng giảm dữ vậy chứ. Thật sự luôn. Quá trời rạm luôn nha. Mấy con này răng me ăn là khỏi chê đâu được luôn. Gạch vàng nha. Bắt về cho tròn ăn cả nhà ơi. Cái này hòm dính cá với rắn. Không phải động tĩnh gì trời. Ôi có cả nhà ơi. Có. Nó có cái gì. Ôi má ơi. Cá rô cá lóc. Thì thôi luôn. Ừ, cái rô, cái lóc, cái chê. Đáng loạn là không dính rắn nè cả nhà. Ủa, thấy không? Quá im ha. Quá đã nha. Quá đã cả nhà. Nữa nha cả nhà ơi. Lạnh quá. Đây hổm dính con gì dồi nè, gì cá vậy. Ôi kỳ ta. Mùa này nó hết chảy rồi. Nó được cái sạch đó. Để làm mồi cho cá bự luôn cả nhà. Đây là mồi cho rắn luôn nha. Ok. Phù phù rồi. Ở đây có một cái cả nhà ơi. Nhưng mà thấy nó có tiến triển nha. Cái hôm nó đưa lên nè, thấy không? Cái hôm nó đưa lên nha. Ôi trời. Có một con cá chê cả nhà. Con cá chê vậy mà giống như quái thú. Ôm nhôm. Rồi, bắt về cho tròn luôn đó nha. Con cá rô bự chà bá luôn. Lại con rắn cá rô chà bá luôn. Cá rô hơi bự rồi nha. Rắn này rắn nước đồng nha, mềm lắm.
Đây, nhà ơi, cái lò tiếp theo của Đạt. Đôi lúc nó cũng bung bung cái đít lên, nhưng mà hôm nay nó không giữ đâu. Khui, trời ơi, cá gô. Hôm nay trúng cá gô rồi. Bữa nay là không có cá lóc rắn, nhưng mà bữa nay có cá gô cả nhà. Rồi, cá gô nào nó khủng khủng không? Quá trời cá gô bự luôn. Đi thăm 20 cái lòi xong rồi lát đi về thăm 20 cái lòi bẫy rắn nữa cả nhà. Chung là sáng thăm lòi, chiều thăm bẫy rắn nha. Cuộc sống là chỉ vậy thôi, làm mới có ăn. Bây giờ cái gô này khó bắt quá. Cái gô khó bắt cả nhà. Đây, nhìn xem cái gô mề nè. Đã không? Có đã ha. Con nhiều lắm. Ngay cái gô, này lúc gô rồi. Cái gô đau lắm. Úi da, ấy da. Trời ơi, cái gô nè, đã không? Mập lúc, uống nương, vậy kho tộ ăn là số 1. Gô em trai, con cha. Cái lò nó du thua luôn cả nhà ơi. Em du ta nghe được nước ngon quá mà kìa. Ôi 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 ôi, quá trời quá trời quá trời, quá trời cá rồi. Mấy cá đi, không biết cái gì nha. Ôi còn một cái nữa, con lắc cồn. Ôi cá gô nè, cá trắng lắc cồn nè. Wow, quá luôn, quá rồi, quá rồi, quá rồi. Cá gô, cá lắc cườm, cá chê. Bữa nay trúng cá gô rồi, có cá lắc cườm nữa cả nha. Má đi mình không ai quay hết, là cá máy quay đặt quay mình ơn luôn cả nhà xem có gì thông cảm ha. Cái gì sao vậy? Cái này cái gì ta? Này con thác lát đúng không? Cái thác lát nè. Quá đã luôn. Vô sổ. Nè. Có gì đây? Con. Khui. Ôi. Bữa nay trúng cá rô rồi nha. Bữa nay là bảo đảm cho cả nhà là cá rô mệt luôn. Cá rô nào cũng khủng không. Đây hai cái rô nè. Hai cái rô mề. Quá đã luôn cả nhà. Cái rô nó ăn màu gì ta? Bữa nào đi câu bữa. Không biết cái rô nó ăn màu gì, một trứng kiến hay là gì. Bữa nào xách cần câu đi câu thử, làm ổ câu cá rô cả nhà. Phục giật cái này. Nó bỏ dính à. Con cá chẽm này mới dính con cá gì đây, là không có dính em vui luôn rồi, xong luôn. Khui, trời ơi cá gô nữa má ơi. Bữa nay gô rồi, bữa nay dạo mình sẽ thích lắm đây. Trời ơi dạo mình phải ăn cá rô. Trời ơi cá rô, bữa nay trúng cá rô cả nhà. Bữa nay hết khoảng cá rô nha, bữa nay hết nói cá rô rồi. Cái này im vua cả nhà. Thua. Ơi có. Hy vọng là có cá nha. Oh.
Ôi. Ôi, đúng rồi. Được ba cá guông con cá lóc cả nhà. Ui, đã. Vậy là thôi giờ đòi nữa. Quá đã rồi. Vô nữa, nặng rồi, nhỏ nặng rồi nha. Cắt về lửa cá cho nhà xem ha. Gì đây, xúc cây luôn rồi, dính con cá guông xúc cây. Gì nữa đây? Gì đây? Rồi xong cả nhà. Thua rồi. Vết lỗ nha. Rắn nó chung da rồi cả nhà. Nè. À thấy không? Rắn nó chung da rồi nha. Rồi rắn nó bự mà nó chung da cái lỗ đó thì rắn nó bự lắm cả nhà. Nó lưới kỹ nè. Một cái giá. Ui, đụng vào cá lóc rồi cả nhà. Đụng vào cá lóc rồi cả nhà. Đó. Cá lóc sảy rắn nè. Con này con rắn nè chứ không có con gì hết gió thì chạy mặt lưới nè. Quá ok, ai hỏi đặt lời nhiêu cái nha. 35.000 một cái, chục cái bao ship cả nha. Nè, đó. Sảy rắn nè. Bù lại đừng con cá lóc. Cái chai này thiệt tình. Đó thấy không cả nhà thấy không? Bây giờ đổ vô thôi. Cái này thấy nghi nghi cả nha. Nghi nghi là cái gì? Nghi là cái gì? Trời ơi cái sạc. Quá trời cái sạc luôn cả nhà. Gì trời? Bánh chảnh giá rồi. Ôi. Có. Xúc cái cây ra nè. Xúc cái cây ra cả nhà ơi. Khui. Trời ơi. Cái gì vậy? Qua. Ôi. Hai con cá chẽm nè. Một con cá lóc. Kỳ giấy. Wow. Hai con chẽm một con lóc luôn cả nha. Ui, hai chẽm lá nè. Một con cá lóc. Ui, thật là may mắn. Nè. Hai con chẽm một con lóc nha. Buông cái cây là biết rồi. Có bị hư lỗ nào không? Sửa chữa lại. Kèo nha. Quá đã. Trứng dội xong gãy cây luôn. Rồi cái chẽm hai con chẽm đi con cá lóc cả nha. Vô rồi này, vô mánh nè. Ổn gì đẹp luôn cả nha. Ổ chích ché nè. Đó, đẹp không? 4 trứng nha. Rồi 4 trứng này đã quá. Đó, bây giờ để cho nó nở rồi nha. Nha. Nở đi là sinh sản không? Tự nhiên á. Anh bé ăn rất là tốt. Đây là cái cuối cùng cả nha. Có con gì không đi? Con cá lóc bự quá cái nào luôn. Con cá lóc cà bá luôn. Cá lóc bự lắm. Cá lóc nó bự. Ôi, nhà xem cá lóc nè. Hàng khủng nha. Quá bự nha. Đã chưa? Con này câu được xuống lắm thôi. Mỏ chạy hết trơn rồi. Những cá nhỏ này đặt để lại như cái nhà. Đặng ấy. Đổ ra đi, thả nó đi cả nhà.
đổ ra đi, có người dân cá phi ta lấy, ta lại ta lấy, thấy cá nhiều quá ta lại ta lấy cả nha. Nha, đi tới đây cá lóc nó bay ra cái vẹo, nó bay ra đây luôn nè, siêu sảy rồi bay. Ui giời, nó phóng quá, ghê trời. Ôi mạnh. Mày trai ôi mạnh ghê không, không nha, mày chạy luôn đi. Chạy. Mệt chưa, tao thấy tao mệt lắm rồi đó, nghỉ cái cũ đi cha. Bộ nóng. Trời ơi, hả? Hỏi cha cá có cá nhiều không cha? Sao ạ? Hả? Hỏi cha có cá nhiều. Làm cái gì? Ủa nó chỉ kìa. Trời ơi, bữa nay cha ngon lành luôn. Cá bự nhiều quá trời ơi. Giờ này đi. Ủa sao? Cá đen cá hả? Ủa, cá nè. Nhòm. Ồ. Cá nhiều quá ta. Nhòm kiếm con cá lóc rồi cho sợ ha. Ấy à. Hứa nó sợ không? Ừ, cá bự quá trời. Cá bự. Không sợ nha. Dễ gì sợ. Rồi, xuống lựa ra nè. Đi. Ừ, cá bự quá. Đổ ra. Mượn cá của tôi đó. Bự nhiều lắm hả? Này cái rô quá trời cái rô luôn. Bỏ vô đây. Nè xem nè, cái rô nè. Rô mập mập không hả anh? Cái chê này lát cho tròn nha anh. Anh cắt cho tròn anh bỏ ở đây. Ôi cái rô quá trời cái rô luôn mấy người. Đây lửa phụ chứ. Đây đâu rồi? Mày lửa cái rô cái lóc này. Lóc rồi. Thấy không? Chém nè. Chém em sống nữa. Chém em sống. Chúng ta mua chà bá luôn, con sao nè. Ủa cái rùa bỏ đâu anh? Bỏ nó luôn. Đây không hả? Nè. Có cắn cái lóc không? Không. Bỏ cho nó đi. Không, ai da. Bự không? Ủa cái con đi. Ủa con đau hả? Gì sợ á? Bỏ nhỏ. Ây da. Ui, cái con đâm đau quá à. Quá thì cái con luôn. Này chúng cái con. Chúng cái con là không có lóc. Nhưng mà có 2-3 con cá lóc bự á mà. Con này con gì? Con gẹm, để đi nó cho trộn nha. Nó không có rắn hả? À. Cái này cái gì anh? Cái thật lá. Wow. Sống không vậy? Còn sống. Thả vô coi. Còn sống luôn kìa. Chém thả vô luôn, còn sống. À. Còn cái lóc này nhỏ rồi nè. Cái gì vậy? Lóc.
Ngon. Rất là ngon. Nhỏ. Kệ. Trời ơi, cá khô nhỏ này hiếm lắm nha. Nhỏ là gì hiếm? Nhỏ này ngon lắm đó. Giỡn hoài. Cá khô bí. Thả bớt xuống ao đi. Cá khô nhỏ anh xả xuống ao nó không sống đâu. Này sống nước ngọt mà sao nước mặn được. Rồi, cả nhà ơi. Kết thúc video đây luôn cả nhà. Chúc tất cả mọi người luôn video thật vui vẻ nha. Cái sặc nè. Này ơi. Ơi gì? Hết hồn. Luôn cho bá luôn, bỏ mãi. Nay được mấy cái lóc đồng nè cả nhà. Mới cá đồng nè. Cá lóc, cá gô, hai cái chẽm còn sắc lát nha. Rồi, giờ là xin chào tạm biệt, hẹn lại cả nhà ở video tiếp theo ha. Bye bye nha. Bye. Rồi, tắt mấy con này cho mấy con trộn ăn. Bỏ vô nó cắn nhai. Ăn đi. Ông cố. Ông cố. Ăn đi ông cố. Ông cố ơi. Ăn đi ông cố. Mày á. Hai đứa mày ăn sao? Thì ra mấy con cá nhỏ chỉ sao. Này hai con rắn nè. Nuôi. Mấy, mấy, mấy,